các bạn hôm nay mình sẽ ăn bánh kem. Ok, bắt đầu. Các bạn nhìn có thấy ngon không? Giơ lên. Trời, ngon dữ vậy ta. Kem này kem gì vậy? Kem gấu. Gấu hả? Vị nó như sao ta? Sữa hả? Thử coi ngon không? Cảm giác thế nào? Ngon. Diễn tả một tí coi. Lạnh lạnh thơm thơm. Mùi sữa. Lạnh thơm thơm mùi sữa. Ăn rất là ngon. Chân sò. Quá ngon. Cảm giác thật là vô mút. Quá ngon. Cảm giác vô mút. Sao vậy? Ngon sao? Ngon sao? Ngon. Ngon như thế nào? Ngon nhức nách. Nhức nách luôn hả?